Có bao giờ mà người thắc mắc là tại sao kiểu khi mà skincare người ta luôn nói là protein á phải có nhiều chất chống oxy hóa không? Không Thì biết khi mà nữa. nói về những cái chất chống oxy hóa đó thì Di rất là muốn giới thiệu cho mọi người một cái khái niệm về skincare, đó chính là gốc tự do. Gốc tự do sinh ra từ hoạt động sống của mỗi tế bào, stress, tác động của môi trường sống các kiểu. Thì cho một số bạn chưa biết á, thì trong cơ thể chúng ta có thể tự cân bằng được, nếu số lượng gốc tự do này nó không quá nhiều. Nhưng mà trong thực tế, một cái môi trường mà khi mọi người phải đi làm, phải tiếp xúc với ánh nắng, khói bụi ngoài đường quá nhiều, làm cho những cái gốc tự do trong cơ thể của bạn nó bị mất cân bằng, nó dẫn tới một vấn đề da của bạn đó chính là bị stress oxy hóa, và từ đó thì nổi mụn, ở sạm da hay thậm chí là da mình nó cứ nhạy cảm, nó đỏ 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 kiểu. Và các bạn thường nghe tới chất chống oxy hóa, ví dụ là vitamin C nè, vitamin E nè, hay là glutathione kiểu, đúng không? Thì dạo gần đây Duy đang mòn cái chất chống oxy hóa này, Duy thấy nó có rất là nhiều những cái nghiên cứu nổi bật, cho nên là thử recommend cho mọi người nha, là ID Panon của nhà Ulljavi. Đây là cái chất chống oxy hóa rất là tốt, và khi các bạn bổ sung chất chống oxy hóa thì da các bạn sẽ rất khỏe, thậm chí là bôi trước rồi bôi kem chống nắng, sau thì kem nắng hay kem nền nó cũng không bị ngã màu. Đó là tại sao chúng ta phải bổ sung chất chống oxy hóa. Và thường khi mà nói về cái khả năng chống oxy hóa này, nó sẽ có một cái chỉ số thường được viết tắt á là EPS. Thì cái thằng Panon này nó đạt 95/100, trong khi các bạn biết là chỉ số vitamin C á nó đạt chỉ tới 52% thôi. Đây là điều mà Duy khá là bất ngờ. Và tất nhiên khi mà có một cái chất nào mới mà nó xuất hiện á là Duy sẽ luôn research thử. Thì một điểm khá là bất ngờ khi Duy thấy cái chất này nó có khá là nhiều những cái nghiên cứu đã cho Duy ra những cái kết luận là ok, at least là dùng trên da là nó không bị ngã màu, da Duy sẽ khỏe hơn. Và chắc là trên trải nghiệm của Duy cũng thấy nó khỏe hơn rất là nhiều. Có thể là mọi người tưởng đó là cái màu vàng, những cái màu trắng này là nó bị sạm, nhưng mà không phải nha mọi người. Tức là cái sản phẩm này lúc mọi người mua về là nó sẽ trắng hết như thế này. Và màu trắng này chính là cái dung dịch hỗn hợp gồm các chất như là HA, niacinamide, DHEAS. Khi mà chúng ta sử dụng á, chúng ta nhớ nhấn cái nút màu đen này nè, thì nó sẽ có một cái dung dịch màu vàng chảy ra, đó chính là cái hoạt chất IDPanon. Mọi người nhớ lắp đều trước khi sử dụng dùng Duy nha. Sau đó nó sẽ có cái ống như thế này để mọi người thay, thì cứ dùng hết được ống thì mọi người sẽ clean lại cái ống này. Đây cũng là một cái điểm cộng của sản phẩm trong việc bảo quản nha mọi người, thì nó rất là tiện dụng luôn, đảm bảo hoạt chất luôn trong cái trạng thái tốt nhất khi sử dụng nè. Chứ là mấy bà nào mà hay dùng vitamin C hồi trước hay sản phẩm bị oxy hóa rồi bỏ luôn á, dùng em này đi không cần lo nữa nha. Nói chung là bạn nào mà có những xuất hiện những cái dấu hiệu như là đốm nâu, là muốn ngăn ngừa những cái rãnh nhăn hay là dấu hiệu lão hóa, thì ngoài vitamin C là mọi người hoàn toàn có thể sử dụng hoạt chất này, như dùng lên kem chống nắng hay kem nền, sau đó nó cũng không bị sạm da, thậm chí là dùng sáng tối cũng khá là tính, mà sau khi đấy là mụn bo nó cũng không bị đắt ngứa nữa. Thường thì những cái loại album này nó khá là đậm đà, tuy nhiên cái loại này khi mà Duy test ra cho mọi người coi clip đây ha, thì Duy chỉ dùng khoảng một bơm thôi mọi người, Duy bôi toàn mặt luôn là nó thấm rất là nhanh, và nó không có cảm giác quá là bí dàm, nó chỉ như một cái lớp serum nó khoác ẩm và nó khỏe bề mặt của Duy. Với lại thật ra là sản phẩm cũng có claim là on skin tight ngay cái dưới gốc này nè, cho nên là loại da là cũng xài được. Và là sản phẩm này lúc năm 2017 á, thì Duy thấy là họ cũng có đạt được một cái giải, đó chính là thương hiệu dẫn đầu châu Á là ACA First Brand Award. Trong đó là cái dòng IDPanon Ampoule này nè đặt top 1 về sản phẩm chống lão hóa. Cho nên nhỏ nào trên 25-30 rồi đó thì cân nhắc sử dụng cái sản phẩm này trong routine của người. Nói chung là một tín đồ mà quan tâm với mấy cái anti-aging chống già, chống nhăn, trẻ mãi không già, bất tử hay bất tử thì quá đáng đi. Nhưng mà chống già đó thì có thể cân nhắc cái bộ Ultravi này trong routine nha.